Minh Thúy xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ Sáu, 29 tháng 12, 2023. Đến với VATV hôm nay gồm có tài liệu báo chí Việt Nam Cộng Hòa và nhạc lá Bồ Đề. Kính thưa quý vị, nhà báo Phạm Trần trong chương trình tuần này sẽ phân tích về bản chất báo chí, thông tin dưới chế độ Cộng sản. Cạnh đó, ông cũng chia sẻ nhận định của ông về hệ quả tích cực lẫn tiêu cực của báo chí truyền thông của cộng đồng người Việt trong môi trường tự do ngôn luận, thông tin tại hải ngoại. Mời quý vị theo dõi phần 18, tài liệu báo chí Việt Nam Cộng Hòa, qua lịch sử báo chí truyền thông Việt Nam Cộng Hòa và cộng đồng người Việt tị nạn với nhà báo Phạm Trần do Nguyễn Thành Công, Võ Thành Nhân và Minh Thúy thực hiện. Thưa ông, ông thường xuyên cống hiến gần như là hàng tuần. Đúng như vậy. Những bài báo mà phân tích từ những tin tức loan tải từ đảng và nhà nước Cộng sản Việt Nam trong nước. Thì thưa ông, qua cái kinh nghiệm của ông như vậy, ông có thể nào nêu rõ được lên cái bản chất của sự thông tin của đảng và nhà nước Cộng sản Việt Nam? Cái điều đầu tiên mà tôi nhận thấy ấy, mà cũng là cái lý do tại sao tôi viết phân tích những cái chuyện đó, là bởi vì họ tuyên truyền, nhiều khi họ nói trước quên sau. Tỷ dụ như ông Nguyễn Phú Trọng hồi năm ngoái, ông ấy nói chống tham nhũng thế này, thì bây giờ ông ấy nói chống tham nhũng cũng y nguyên như thế. Tỷ dụ như cái chuyện nói là tình hình tham nhũng vẫn còn nghiêm trọng, tinh vi và phức tạp. Cái câu nói đó của ông Nguyễn Phú Trọng từ cái Đại hội Đảng lần thứ 11 năm 2016 là khi ông Nguyễn Phú Trọng lên thay ông Nông Đức Mạnh để làm Tổng Bí Thư. Thì cho đến giờ này, ông cũng lập lại nguyên y như thế. Như vậy có nghĩa là cái tình hình tham nhũng ở đâu nó vẫn còn nguyên đó. Nó không có suy chuyển gì cả, nó không có thay đổi gì cả. Mặc dù là đảng khoe là đã thành công chỗ này, thành công chỗ kia, hay là ít ra cũng bắt xử phạt bằng này người, tịch thu tài sản bằng này tỷ đồng vân 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 vân. Nhưng mà tại sao tham nhũng nó cứ tồn tại mãi? Cái vấn đề đặt ra là Cộng sản có thật lòng diệt tham nhũng hay không? Kỳ mới đây đó, thì Đảng Cộng sản Việt Nam, cái ban tuyên giáo đưa ra những cái bài viết cải chính đồng thời chống lại những cái quan điểm ở nước ngoài cho rằng là cái công tác chống tham nhũng của họ là chỉ nhằm để thanh toán lẫn nhau hay là loại trừ những thành phần bất đồng ý kiến với đảng hay là có những cái hành vi mà đảng không thể chấp nhận được. Họ nói rằng là họ chống tham nhũng là thật tình chống tham nhũng, chứ không phải rằng là thanh toán nội bộ. Thế nhưng mà vấn đề đặt ra là tham nhũng mà quanh năm ngày tháng, từ năm 2005 cho đến bây giờ, cái vấn đề chống tham nhũng từ thời ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tung ra cái kế hoạch chống tham nhũng, rồi sau đó cho đến bây giờ, từ 2005 cho đến bây giờ, mà tham nhũng vẫn cứ nằm trơ ra đó. Chính ông Nguyễn Phú Trọng nói là chống tham nhũng như thế và những kẻ tham nhũng cứ trơ ra. Tại sao lại có những cái kẻ cứ trơ ra nhưng không sợ hãi pháp luật gì cả? Thì bây giờ họ mới đổ tội cho rằng là cái hệ thống luật pháp Việt Nam nó chồng chéo, nó không có hiệu quả, các cái biện pháp áp dụng nó không đến nơi đến chốn, và có sự bênh che lẫn nhau, che đậy đùn đẩy trách nhiệm cho nhau. Cái vấn đề đặt ra là các ông biết rõ tất cả những lý do tồn tại mà tại sao không diệt được.
người của đảng, người có quyền của đảng mới tham nhũng, dân không có quyền, dân không thể tham nhũng được, chỉ có đảng viên mới tham nhũng thôi. Các ông biết rõ là chỉ có đảng viên mới tham nhũng, các ông nói rõ là chỉ có những kẻ có quyền, có chức mới tham nhũng. Họ biết rất rõ, họ biết tường tận, họ biết cả nơi ăn, chốn ở, sinh quán, bồ lớn bồ béo của các người tham nhũng mà họ không giết được. Thì đấy nó có một vấn đề. Nếu không có che đậy lẫn nhau thì quả thực là họ chỉ chống tham nhũng bằng miệng, không có hành động. Thì đấy là cái tình trạng tham nhũng ở Việt Nam và cái tình trạng kéo dài sự trì trệ ở trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Họ không thay đổi, họ không đổi mới được. Họ nói là đổi mới, nhưng mà thật sự ra họ duy trì cái cũ để họ tồn tại. Vấn đề nó là như vậy. Thưa ông, bây giờ thì chúng ta trở lại với môi trường truyền thông tại hải ngoại. Đây là một cái môi trường mà phải nói là có cái sự truyền thông nó có một cái tự do tuyệt đối. Nhất là hiện giờ với sự phát triển của công nghệ điện tử như Internet, mạng điện tử, YouTube, Facebook, cộng đồng người Việt tại hải ngoại bây giờ đã áp dụng vào cái môi trường tự do như vậy để mà trăm hoa đua nở. Ai cũng là cái người mà có một cái kênh trên YouTube. Thì thưa ông, xin ông cho một cái nhận định về khía cạnh tiêu cực và tích cực của cái sự mà trăm hoa đua nở về vấn đề truyền thông của người Việt tị nạn tại hải ngoại như vậy. Cái ưu điểm ấy là mọi người đều có quyền tự do báo chí. Cái khuyết điểm ấy là cái sự tự do đó không có kiểm soát. Đôi khi nó gây ra cái tình trạng nói xấu lẫn nhau, chửi bới lẫn nhau, bịa đặt vu khống nhau ở trên Internet, bôi nhọ đời tư, danh dự cá nhân. Cái nhược điểm của cái mạng xã hội là như thế. Internet cũng như YouTube là như vậy. Thành ra báo chí qua Internet, truyền thông và mạng xã hội qua các YouTube hay các kênh truyền thông khác, nó đều có hai mặt, cái lợi và cái hại. Nếu chúng ta biết sử dụng một cách đàng hoàng, sử dụng có kỷ luật, sử dụng vào những cái việc đúng thì chúng ta có lợi. Ngược lại, nếu sử dụng các cái phương tiện đó vào những nhu cầu cá nhân, vị kỷ, tư lợi thì tất nhiên nó sẽ đem lại những cái xấu. Và cái việc đó nó có ảnh hưởng đến thế hệ con cháu của chúng ta. Thế hệ con cháu của chúng ta bây giờ phần lớn không đọc được, không hay là không nói được tiếng Việt. Nghe thì nghe được, nhưng mà trả lời tiếng Việt cho nó xuôi sắn, cho nó đúng nghĩa thì chưa có, hay là rất hạn chế. Thành ra tất cả những cái gì mà chúng ta làm ở trên Internet á, từ viết lách, nói năng cho đến hành động đều nên thận trọng. Thận trọng là để bảo vệ cái tiếng nói trong sáng của tiếng Việt. Thận trọng là để giúp cho thế hệ con cháu của chúng ta hiểu được cái sự quý giá của chữ Việt, của truyền thông Việt Nam. Ví dụ như những ngày lễ kỷ niệm Hai Bà Trưng, các vua các chúa ngày xưa, hay là Tết Nguyên Đán, hay là lễ Phật Đản, lễ Giáng Sinh, ví dụ như thế, thì đều có lợi nếu được đưa lên trên Internet. Những bài giảng của các nhà sư, của các linh mục, vân vân, đều có ích lợi về vấn đề giáo dục, về vấn đề văn hóa và vấn đề tín ngưỡng. Thế thì cái nền báo chí của người Việt ở Internet nó cũng thế. Nếu chúng ta sử dụng một cách đàng hoàng thì chúng ta sẽ đem lại nguồn lợi quý giá. Và chúng ta nên nhớ một điều rất quan trọng,
là chỉ có chúng ta mới ở hải ngoại mới làm được những cái việc đó. Người ở trong nước không có làm được, người ở trong nước không có quyền làm cái chuyện đó. Nếu có chăng rất hạn chế. Người dân ở trong nước không có phương tiện như chúng ta ở nước ngoài để mà theo dõi ở trên Internet. Ở trong nước cũng có những cái bài viết giá trị trong các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, xã hội ở trên Internet. Nhưng mà việc phổ biến ở trong nước nó hạn chế, nó không như ở ngoài này. Thành ra chúng ta hãy lợi dụng cái tiện nghi khoa học đã dành cho chúng ta. Chúng ta may mắn được hưởng cái tài nguyên phong phú của nhân loại để mà bảo vệ văn hóa, để mà duy trì cái nếp văn hóa trong sáng và rất tốt đẹp của người Việt. Đấy là một cái mà chúng ta cần lưu ý.